Người nước ngoài phát điên với cái nóng của Việt Nam, quạt cầm tay và nước là vật bất ly thân của họ. Great Việt Nam xin chào các bạn. Trong video hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn một khía cạnh đặc biệt của Việt Nam, đó là cái nóng. Với những người nước ngoài đến Việt Nam, nhiệt độ cao và độ ẩm của không khí có thể là thách thức lớn. Tuy nhiên, đó cũng chính là điều khiến họ phát điên vì Việt Nam. Nóng bức có thể khiến bạn khó chịu, nhưng ở Việt Nam, nó đã trở thành một phần của văn hóa ẩm thực. Cái nóng khiến món ăn Việt trở nên đậm đà và ngon miệng hơn. Và với những người nước ngoài, quạt cầm tay và nước uống luôn là những vật bất ly thân trong các chuyến đi khám phá Việt Nam. Trong tháng 4, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng. Mức nhiệt cao nhất được dự báo ở mức 35-37 độ C. Nhiệt độ tăng cao khiến không ít du khách nước ngoài phải thay đổi lịch trình hoặc tìm cách tránh nóng khi đến thành phố Hồ Chí Minh. Nam du khách người Pháp cho biết anh đã chọn trang phục đơn giản và mỏng nhất nhưng vẫn cảm thấy rất nóng. Nắng nóng thật khủng khiếp, áo tôi ướt đẫm mồ hôi. Chúng tôi vừa phải hủy chuyến đi Hà Nội vì nghe nói thời tiết ngoài đó còn nóng hơn thành phố Hồ Chí Minh, nam du khách bày tỏ. Giống như du khách người Pháp, Ellie, du khách người Mỹ và bạn cũng chọn những bộ trang phục đơn giản, mát mẻ để thoải mái hơn khi xuống phố. Cô chia sẻ thời tiết ở quê nhà chỉ dao động khoảng 26 độ C, thấp hơn nhiều so với mức nhiệt trung bình ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nữ du khách không quá lo lắng da rẻ sẽ bị ảnh hưởng bởi chỉ ở đây ngắn ngày. Các quầy nước giải khát trong chợ Bến Thành luôn trong tình trạng đông đúc. Chủ một quầy hàng cho biết, những ngày nắng nóng họ bán được nhiều hơn, khách nước ngoài thường uống nước dừa và sinh tố. Thành phố Hồ Chí Minh thật sự rất nóng, Lucia và con gái Marta, du khách Tây Ban Nha nói trong khi tay không ngừng quạt. Gia đình Lucia vừa thay đổi kế hoạch chuyến đi do thời tiết quá nóng. Cả nhà cô sẽ di chuyển sang Campuchia để tắm biển và nghỉ mát thay vì ở lại thành phố Hồ Chí Minh như dự tính. Frederick, du khách người Pháp, chọn các loại nước trái cây để giải khát và làm mát cơ thể. Thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh rất đẹp nhưng cũng rất nóng. Tôi liên tục phải bù nước cho cơ thể, anh bày tỏ. Tuy nhiên, nam du khách không thoải mái với việc các quầy hàng ở chợ Bến Thành sử dụng quá nhiều đồ nhựa dùng một lần. Theo anh, điều này không chỉ gây hại đến môi trường mà còn ảnh hưởng đến trải nghiệm ăn uống của du khách. Nhiều du khách chia sẻ rằng, quạt cầm tay và nước uống là những món đồ không thể thiếu của họ trong chuyến đi lần này. Bên cạnh đó, một số nhận xét thời tiết thành phố Hồ Chí Minh không chỉ nóng mà còn có độ ẩm cao, khiến họ đổ mồ hôi nhiều. Cả người ướt sũng mỗi khi đi dạo khá khó chịu. Tôi gần như phát điên với cái nóng ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài bổ sung nước, tôi đã phải mua một chiếc nón lá. Alex, du khách Kazakhstan bày tỏ, nam du khách đã dành cả buổi sáng để tham quan chợ Bến Thành và trốn nắng. Tuy nhiên, Alex nhận xét đây vẫn chưa phải là điểm đến tránh nóng lý tưởng bởi trong chợ khá đông đúc và không có máy lạnh. Không chỉ du khách đến từ châu Âu cảm thấy khó chịu với thời tiết nắng nóng. Theo quan sát, nhóm khách châu Á và Đông Nam Á cũng không thấy dễ chịu với mức nhiệt này. Một nữ du khách Thái Lan cho biết, ở quê cô thời tiết cũng nắng lên đến 37 độ C, nhưng độ ẩm thấp hơn. Để bảo vệ sức khỏe, du khách chọn cách kiểm tra nhiệt độ trước khi ra ngoài, hạn chế xuống phố vào thời điểm có chỉ số UV cao. Nhìn chung, thời tiết nắng nóng phần nào ảnh hưởng đến chuyến đi của nhiều du khách, song không ít khách du lịch lại nhận xét điều này giúp họ có thêm trải nghiệm khi ghé thăm Việt Nam. Sinh ra và lớn lên ở Nam Mỹ, Sterling cho biết anh rất thích thời tiết ở đây. Cái nắng của thành phố Hồ Chí Minh còn dễ chịu hơn quê tôi rất nhiều. Tôi mong trời sẽ tiếp tục nắng vì tôi chuẩn bị có chuyến hiking ở Đà Nẵng vào tuần sau. Hy vọng những trải nghiệm và cảm nhận của du khách nước ngoài về sự nóng bức của Việt Nam đã được truyền tải đến quý vị khán giả. Chúng tôi rất vui khi được chia sẻ những trải nghiệm đặc biệt của các bạn và hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục đến thăm Việt Nam để khám phá thêm nhiều điều mới lạ và thú vị. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chuyến hành trình khám phá đất nước Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.